Xin chào mừng quý chị đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì trước mặt em đây, anh chị có thấy đó là chiếc Hyundai Tucson phiên bản đây là phiên bản tiêu chuẩn ạ, màu đen. Thì trong video này thì em xin review qua chiếc Tucson tiêu chuẩn này cũng như là báo giá cập nhật cho anh chị giá của các phiên bản Tucson thời điểm giữa tháng 5 2023. Như chị đã biết, Tucson là một chiếc xe gầm cao trong phân khúc xe hạng C. Có doanh số bán chạy từ những năm khoảng 2016-2017 đến thời điểm hiện tại. Thì Tucson cũng khẳng định được cái vị trí trên thị trường quốc tế cũng như là thị trường xe Việt Nam. Là một chiếc xe cạnh tranh, có phần vượt trội so với các đối thủ như là Toyota Corolla Cross, Kia Sportage, rồi Honda CR-V. Thì chiếc Tucson All-New này bên em ra mắt thời điểm đó là cuối 2021, thì trải qua khoảng 1,5 năm ra mắt thì doanh số luôn đạt doanh số tốt trong top 10 xe bán chạy qua các tháng. Thì trên Tucson, chiếc Tucson bản tiêu chuẩn này giá hiện tại bên em được chào bán mức giá niêm yết đó là 845 triệu, nhưng hiện tại chính sách giảm giá cho quý hàng thì rơi khoảng hơn 800 triệu, và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó khoảng gần 900 triệu. Ở trong thời điểm tháng 5 này thì quý anh chị mua xe Tucson trả thẳng sẽ được tặng thêm đó là bộ cam hành trình hai mắt đó, full HD 2K, và ngoài cam hành trình ra thì sẽ được tặng đó là phim kích nhiệt, dán tất cả các kính, trải sàn da, bọc vô lăng. Và trên chiếc Tucson tiêu chuẩn này thì những cái màu xe bên em sẵn giao cho anh chị đó là màu trắng, màu đỏ, màu đen đó. Còn chiếc Tucson bản đặc biệt với mức giá niêm yết đó là 955 triệu, thì chính sách giảm giá cho quý khách hàng là giảm đến 40 triệu đến 45 triệu, và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó khoảng hơn 1 tỷ một chút, và cái quà tặng cũng như là bản Tucson tiêu chuẩn. Và chiếc Tucson 1.6 turbo cũng vậy, với mức giá niêm yết đó là 1 tỷ 055 triệu, và đang được giảm giá cho quý anh chị nó rơi khoảng 30 đến 33 triệu. Thì lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó rơi vào khoảng ngoài 1 tỷ 1 một chút. Quà tặng cũng được tặng kèm như bản tiêu chuẩn và bản đặc biệt. Thì trên chiếc Tucson tiêu chuẩn này thì về phần đầu xe anh chị có thấy đó là có cụm đèn LED định vị ban ngày, có trên tất cả các phiên bản. Riêng phần đèn của bản tiêu chuẩn thì được trang bị đó là đèn halogen, có bóng chiếu, có projector cho chùm sáng hội tụ. Thì đèn halogen thì nó cũng có những cái ưu điểm so với cả đèn LED, đó là tiết kiệm chi phí, rồi thì nó sẽ phá xương tốt hơn đèn LED, nhưng mà đổi lại thì đèn LED sẽ thời trang và cho chùm sáng rõ nét, và tuổi thọ của đèn LED cũng cao hơn đèn halogen. Đó. Ở trên phiên bản đặc biệt trở lên thì Tucson sẽ được trang bị radar. Ở đây đó là chiếc radar có công nghệ là kiểm soát hành trình chủ động, cũng như là cam 360 được trang bị ở phần đầu xe. Đến với phần lốp xe thì bản tiêu chuẩn được trang bị với kích thước la răng với đường kính là 17 inch. Còn bản đặc biệt và bản Tucson dầu là 18 inch. Còn phiên bản 1.6 turbo thì là la răng 19 inch. Phần gương chậu ngoài thì được sơn bóng cùng màu thân xe, cùng màu với xe. Và được tích hợp những cái công nghệ như là chỉnh điện, gập điện. Trên phiên bản dầu bản đặc biệt trở lên thì chiếc gương này được tích hợp thêm các công nghệ đó là cảnh báo đèn mù trên gương và camera 360 độ. Tay nắm cửa thì cùng màu thân xe. Đến phần cốp xe, phần đuôi xe thì Tucson mang một cái nét đẹp thể thao và khỏe khoắn, với cụm đèn sau dạng LED, dạng nanh hổ. Và đặc biệt là khi anh chị sử dụng xe Tucson thì chỉ có một đèn lùi thôi, thì anh chị thắc mắc thì đó là thiết kế của nhà sản xuất. Và đằng sau này cũng sẽ được trang bị đó là 4 cảm biến và camera lùi
trên phiên bản đặc biệt và bản Tucson 1.6 Turbo thì sẽ được trang bị cam 360 kèm cốp điện. Còn bản tiêu chuẩn bên em thì vẫn chỉ được trang bị đó là cốp chỉnh cơ. Nhưng mà không sao, anh chị có thể làm mình lắp thêm cốp điện với chi phí đâu đó khoảng ngoài 10 triệu, khoảng 13 đến 15 triệu một cái cốp điện thôi. Phần cốp xe thì được trang bị với cái thể tích cốp rất là rộng, và vì là chiều dài, chiều rộng, chiều cao là vượt trội trong phân khúc thì một chiếc cốp xe rộng cũng là điều dễ hiểu rồi. Đằng sau này thì sẽ có những cái cổng sạc 12V công suất 180W, rồi có lốp dự phòng để ở bên dưới tấm thảm này, kích vào lốp dự phòng. Hàng ghế phía sau là anh chị có thể gập được phẳng và gập 60-40 thì giúp anh chị có một cái khoang hàng ghế phía sau cũng như cốp rộng rãi. Vào bên trong phần nội thất thì trên phiên bản tiêu chuẩn và bản đặc biệt được trang bị với tông màu nội thất đó là màu đen và trần màu xám, thì giúp cho chiếc xe có khoang nội thất sạch sẽ và sang trọng. Loa trên chiếc Tucson tiêu chuẩn này thì được trang bị là 6 loa, còn phiên bản đặc biệt và bản 1.6 Turbo đó là 8 loa bow. Ghế thì được chỉnh điện với ghế lái chỉnh điện, ở đây là 10 hướng. Trên phiên bản đặc biệt và bản 1.6 Turbo thì đó là ghế lái được thông gió và sưởi ấm hàng ghế phía trước. Và trên chiếc vô lăng 4 chấu thể thao này bọc da thì cũng sẽ có những cái nút bấm rất là tinh tế, được mạ bạc, mạ chrome sang trọng. Đây là có ga tự động cruise control này, kèm cái phím giới hạn tốc độ, đấy, giúp cho anh chị đi trên những cái cung đường không bị quá tốc độ, cũng như là ổn định cái tốc độ của mình, lái xe được an toàn hơn. Đèn tự động cũng được trang bị cho phiên bản tiêu chuẩn rồi. Dĩ nhiên các phiên bản trên thì sẽ được trang bị. Gạt mưa tự động thì cũng được trang bị cho phiên bản đặc biệt trở lên. Đến với chiếc màn hình đây, giải trí trung tâm, thì chúng ta sẽ có những cái phím bấm, đây là hoàn toàn là cảm ứng hết. Và với kích thước là 10.25 inch thì sẽ được tích hợp Google Maps này, kết nối Apple CarPlay, Android Auto và thêm những cái công nghệ về điều hòa hai vùng độc lập, rồi thì là sạc không dây, kèm theo những cái công nghệ đó là phanh tay điện tử cho tất cả các phiên bản này. Cam 360 thì cho phiên bản đặc biệt, rồi là đặc biệt là phần cần số thì trên phiên bản xăng tiêu chuẩn và xăng đặc biệt thì là cần số, đó là cần số thò lên, còn phiên bản dầu và 1.6 turbo là cần số nút bấm. Cửa sổ trời thì cũng chỉ được trang bị trên phiên bản 1.6 turbo thôi. Đến phần hàng ghế phía sau thì Tucson phải nói là có một hàng ghế phía sau cực kỳ là rộng rãi, có độ ngả lưng ghế tốt. Với một chiếc xe mà có kích thước tốt hơn CRV, tốt hơn Outlander và là 5 chỗ thay vì 7 chỗ thì dĩ nhiên rồi. Đó, hàng ghế phía sau rộng này, rồi có độ ngả lưng ghế tốt, giúp anh chị đi ngồi rất là thoải mái và có những hành trình nó không bị mệt, giảm được cái sự mệt mỏi khi mình đi đường dài. Và cửa gió điều hòa thì cũng được trang bị cho hàng ghế phía sau. Cửa đóng thì rất là chắc chắn. Thì hiện tại thì Tucson đang được giảm giá rất là sâu và kèm những cái quà tặng chính hãng cũng như là quà tặng từ đại lý. Thì anh chị quan tâm đến chiếc xe Hyundai Tucson này thì xin vào liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Em cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Xin gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.